Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Ôi đội hình mạnh ấy nhở? Là sao đây? Anh Bill Chem thì ngon nhất để đá giải tỉnh của FC rồi. Ui, đội hình này của mày thì có cái vấn đề gì nữa? Mạnh thế này còn gì nữa? Trời ơi, nó hỏi tôi tư vấn những đội hình này của nó này. Mày có mỗi con ba lắc ở đây là đang có vấn đề thôi. Kureka thực ra thì cũng được. Đội hình này đẹp rồi còn gì nữa? Mọi vị trí đều rất ok đấy chứ. 3.800 tỷ à? Này phải lâng con Kane lên tí chứ nhở? Con ba lắc này thì nó hàng ảo chứ. Còn được 5 ngày nữa thôi mày cứ cố mà đá như vậy. Ba lắc 65 à? 65 hay 6 ngày? Từ từ nào. Con này mấy năm? 5 ngày mà. Hàng Loan con này có 6 ngày thôi. 5 ngày. Đây nhá, cái vị trí của chúng ta cần thiết này. Thực ra là Basic mùa này là được rồi. Gnabry cũng ok rồi. Mẹ Gnabry nó chạy tới 136 cơ mà. Cancelo, Davy đều là ông vua ở bên vị trí đấy rồi. Lucio Kim Jimé là đỉnh nhất rồi. Giải ông cho em áo này, ok thế anh thay cho em nhá. Anh nghĩ là đội hình này của mày, mày sẽ lâng con Kane và lâng con Balak này lên là xong thôi. Chứ đội hình này của mày nó cũng là dã man rồi. Có sự kiện gì à? Giờ ngại mở sự kiện quá nhở. Có gói nào thẻ to to mở phát à? Mày cho anh mở sự kiện này á? Mày nhận hết chưa? Cho anh mở nhiều vậy. Rồi là con Gullit tặng cho em dai đúng không? Hay là lấy con Tony được không? Mày thích con Tony anh tặng cho mày luôn đấy, đỡ phải mua này. Tony MS. Được chưa? CM người Đức dành tặng cho em dai. Được chưa? Được. CM. Ba lắc. Ma nó mà thú kìa. Bắt quả lệnh đúng quả lệnh quyền Đức luôn kìa. Ma quả này mà ra ba lắc hoặc là ra Tony thì đúng là em dai. Nó món quà cho em dai luôn đấy. Ma trời ơi mà thú. Rồi thêm con này nhá, thêm con này dự bị nhá. Thôi con này vẫn bé, con này 117 hơi nhỏ. Wow, đặt quả lệnh rồi, ok, vẫn còn cơ hội này. Lại cho em dai con nữa này. Rồi, một con tuyển Đức nữa. Em đang cần một con Balak đúng không? Cho em một con Balak đi, gần đây đi, nói điều em cái điều gì. Đức. Mắc cờ lạ này chịu rồi. Thôi xong rồi. Đéo cần nhìn vì cái cờ này chịu rồi. Ấy à, siêu tiền đạo của Chelsea kìa. Boja. Thôi mở ôn nhá. Mấy gói cỏ. À đây, vẫn còn. Vẫn còn. Anh em bình tĩnh nào. Nó vẫn còn đấy. Đây. 99 cộng. Tôi thấy là ở trên mạng anh em cũng mở gói này ra Gullit rồi. Thì ngày hôm nay tôi cũng phải mở cho anh em một con hàng nó cũng ra gì chứ đúng không? Nó cũng phải là ra gì một tí. Rồi tuyển Đức này. Đức luôn. CM Musiana. Ôi cốt giờ chà bố. Nó vẫn Đức luôn mà. Hai quả Đức. Hai lần ra Đức mà. Hai lần ra con kẻ. Trời ơi. Cũng là Đức, cũng là Bayern. Nhưng mà nó lạ quá. Cày thế nhờ. Gói chỉ định cốt giờ à. Làm con Balak nhờ anh em nhờ. Đang ngắm con Balak này. Tony nó hơi chậm. Mùa này hơi chậm. Tôi không thích lắm. Balak lấy một trong hai mùa này đi nhá. Đá CDM anh em phải lấy mùa FA này. Ghét mấy thằng lừa thật sự anh ạ. Ghét mấy thằng đi lừa đảo thật ấy. Rồi lấy con Balak FA thôi anh em ơi. Đá CDM nó đa năng. Còn hàng công thì anh em mình cần một con Harry Kane đấy. Hàng công nhìn yếu ấy nhở. Hàng công team này nhìn yếu ấy nhở. Kane bao tiền nhỉ anh em ạ. Kane bao tiền nhỉ. Lưng con Kane này lên à. Lưng con Kane này lên thì TS à. Chả hơn bao nhiêu. Mày không xuất xoáy. Mỗi mùa 2-3 U thôi vậy. Không thì vẫn phải lấy mùa DC. Thực ra DC này lưng thì lưng cộng 6 thôi. Chứ còn bao nhiêu nữa anh em. Lưng tuyến giữa. Tuyến giữa thì hiện tại thì mua Balak với cả Goretzka đá giữa được rồi. Còn Tony CC đây rồi này, dự bị rồi này. Không thì anh em mua thêm một con cánh nữa đi. Ma thú à, ma thú icon thì hơi ấy quá. Balak thì tôi đang mua con FA rồi. Thôi có dư tí thủ môn để lâng lên không ấy nhở. Con này là lương 24-23 này. Sau đó là 5 cộng. Ô, làm con thủ môn được ấy nhá. Làm con thủ môn được anh em ạ. Kane tôi nghĩ là anh em mình lâng lên con Kane. Có lâng lên con Kane độ 23U không nhở. Con này thì cũng hơn thật đấy. Sau đó anh em làm con thủ môn nữa cho nó chắc. Neuer thì nhìn cũng hơi ghét. Lấy 23U nhá. Tôi cũng chưa đá mùa này. Thêm con 23U nữa đi. Con 23U này thì sẽ hơn một lương này. Hơn một lương này. Thằng Balak. Balak thì giảm một lương thì là hòa này. Thì là 5 cộng với 17. Làm con thủ môn lương 17 nhá. Sau đó còn tiền tới mua con dự bị nữa là xong. Thế là đẹp. 15-17. Một con GK8. Cho tôi một cái tên. Nó là Manuel Neuer đấy. Neuer.
Nói ở mùa này nhá, Lucio thôi, thằng Lucio là ngon rồi. Con này lâng ở lâng 6 thôi. Chứ thực ra là lâng Lucio cũng không có con nào ngon hơn cả. Trừ khi lâng con cộng 8. Sau đó nghìn tỷ anh em làm con chạy cánh nhá. Không thì anh em làm thêm con tiền vệ nữa cũng được anh ạ. Con tiền vệ như cỡ của Batia này rẻ đấy nhở. Ở mấy thằng này đéo mua được nữa ạ. Ma thú tôi vừa mở ra, thực ra con đấy để bán thì cũng được. Là một con đổi gió nữa. Tôi nghĩ là cần thêm con chạy cánh nữa là hợp lý. Mane có mùa nào không nhở? Mane. Mane SPL 8 nó 4.000 tỷ mẹ rồi, khó quá. Thì lấy Mane MC thôi. Thực ra con này là mua dự bị là ngon lắm rồi. Dự bị chỉ cần thế thôi là được. Cũng tạm rồi. Còn 1.000 tỷ à? 1.000 tỷ thực ra là anh em đầu tư thêm vào tuyến giữa cũng được. Thêm một tí mắm muối ở tuyến giữa. CB tôi nghĩ là chỉ cần thế thôi. CB ổn định hai con đấy là được rồi. Lâng thì lâng cộng 6 đấy thôi. Lucio này là vàng bạc rồi đấy. Nếu mà lâng được con này lên cộng 6 thì anh em lâng. Con Lucio nó rất là ngon anh em ạ. Con này đá cực khủng luôn, nên nó khỏe và tắc bóng rất hay. Lê Quan có mùa Toti rồi thì thôi anh em ạ, không nên mua thêm thằng khác. Ok, Muller đâu nhỉ? Muller có mùa BTB giá cũng khá là ngon đấy. Thế ra nếu làm con Muller nữa cùng thì cũng tạm được. Chọn vị trí kinh ấy nhỉ. Thôi chắc tôi chỉ cần thế thôi anh ạ. Tôi nghĩ tôi chỉ cần nâng như thế thôi, vì sau này anh em còn bán con kênh này đi này, vẫn ra vấn đề nữa. Nếu mà thêm được một con chắc là tôi thêm Muller anh ạ. Nếu mà thêm nhá, chắc là thêm Muner nữa để thay đổi cũng được. Thế nếu mà thêm đến con này đi, cho nó hết tiền nhá. Đã vào đây thì tiêu hết sạch cho bác chủ. Rồi nếu về đủ báo anh nhá. Shop thẻ 365.com web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi, chỉ một thoáng trở lại thôi. Đội hình của Bayern Munich khi mà chúng ta đã hoàn thiện, thực sự nó là quá khủng khiếp. Cặp tiền đạo anh em nhìn kìa, nó mê chưa ạ? Harry Kane sẽ song sát cùng với Robert Lewandowski, đều là những mùa giải khủng khiếp nhất của hai anh chàng này trong Arsenal này. Cả hai đều sở hữu cho mình 25 năm và kỹ năng dứt điểm và lực sút các bạn nhìn thấy kinh khủng ạ. 134, 138, 135 và 134 đều có sở hữu là 25 năm. Thực sự thì với Bayern mà anh em sở hữu được hai tiền đạo này thì gần như là trong mơ luôn. Đối cánh sẽ là Gnabry của mùa BTB và Perisic của mùa LOL, đều là những con hàng chạy cánh chiến đòn, 136 tốc sợ chưa. Một đội tiền vệ phòng ngự thì cực kỳ là perfect anh em ạ. Goretzka chạy 131 đá tiền vệ phòng ngự, bên cạnh là Ballack của mùa FA, nếu full kịch level sẽ có tốc độ là 125 và cái lực sút lên tới 140 kìa. Bộ tứ hàng thủ chúng ta có Nuzio, Kimize, Yakashino và Afonso Davies. Davies chạy chạy bao nhiêu? Ui ma, nó chạy gần 140 luôn kìa. Sợ chưa. Cancelo thì cũng rất nhanh với tốc độ là 131. Thực sự quá hoàn hảo. Vị trí gác đề chúng ta vẫn có một Manuel Neuer mùa E21, một con hàng cực kỳ ảo với rất nhiều những chỉ số ẩn ngon. Thực sự thì với những nhân sự như thế này thì anh em chả có gì phải chê với cây Bayern này cả. Ở dự bị thì còn rất thơm này. Có Mbane, có Boja, có Muner, có Götze, có ma thú, có Tony và có Pepe Reina. Thằng Ballack này là mùa legendary nhưng mà là hàng mượn anh em ạ. Nên là thôi, chắc là tôi cũng sẽ không muốn dùng lắm nhé. Thích thì anh em có thể cho vào dùng cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là không quá cần thiết vì nó chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Đẹp thật. Và bây giờ là sức mạnh của đội hình này nha. Chơi. Rồi, đã đây anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những diễn biến đầu tiên của siêu đội hình Bayern Munich này. Quên chưa đổi quả áo anh em ạ. Quả MU này hơi chớ nha. Gnabry chạy đuổi hộ tao cái. Mày đuổi hộ tao cái. Đỡ đi. Đỡ với Kane đi. Trời ơi, pha khống chiến kìa. Cái điên. Rồi Harry Kane, tốc độ của Harry Kane. Đẩy vào trong nào. Mặt lại về nhịp. Ok, FB là đẹp rồi đấy. Đẹp rồi đấy. Một sút nhìn kìa. Dã man thật. Cái đôi chân của Harry Kane. Harry Kane. Ui. Đây kìa, sợ chưa anh em? Sợ chưa anh em ơi? Những pha bắn phá liên tiếp của hệ thống này. Đây rồi. Bắn phá liên tiếp của Harry Kane. Mày đi đâu? Vãi cả đái thật sự kìa. Nó sút như thế này thì đỡ kiểu gì đây? Trời ơi Harry Kane, mày sút hay nó vừa thôi chứ. Harry Kane. Đó. Khó nhờ. Cái Kane này nó sút như bắn tên lửa anh em ạ. Sợ thật. Không thể đỡ nổi. Cái pha bóng như thế này. Sao đỡ được? Sao đỡ được?
được quả này. Tí nữa thì bù không? Benesic. Đó. Nó giúp bảo em đê mê mà anh em. Vãi trưởng thật. Một pha bộ 1, một pha ba chạm. Và hay quá nhở. Gnabry. Gnabry. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Kìa. Người của đấy kìa. Hay quá nhở. Cái đầu kìa. Cái đầu Gnabry nó ngoan chưa? Cái đầu nó ngoan điên luôn mà. Hai nhò dành cho Bayern Munich. Gnabry chạy kìa. À, chạy nhanh thế nhở. Thằng kia lên à. Lên là chết rồi đấy. Lên là biết chết rồi đấy. Zigon gần như là tự sát với Gnabry. Chịu. Ghê nha. Một bàn chống ao đã chính thức được khai thông. Rồi, Harry Kane đuổi hộ tao quả này cái. Kane, chích, chích nhẹ thôi, chích nhẹ thôi. Và đó là một siêu phẩm của Harry Kane. Khả năng dẫn điểm của Harry Kane không biết phải nói như nào nữa nhỉ. Mấy điểm à? 10 điểm. 10 điểm. Hay quá nhờ Goretzka. Rồi xong rồi đấy. Ây à, quả đấy. Hay. Nơ bắt tín nhỉ. Hay. Quả đấy tuyệt vời nhỉ. Zigon lét. Rồi đây rồi, Harry Kane. Harry Kane. Đỡ hộ quả này gái. Đỡ hộ quả này gái. Đỡ hộ quả này gái. Dã man kìa, nó FD kìa. Chịu luôn anh ạ. Có góc là chết với Harry Kane. Quá khủng khiếp. Harry Kane. Harry Kane. Dã man thật. Lại là cái góc chết. FD khiếp nhở. Donnarumma chịu chưa. Rồi Harry Kane. Harry Kane. Trời ơi, pha cửa kìa. Rồi Ivan Perisic. Hút. Xuất hiện vào cột luôn á. Gnabry. Gnabry. Dã man kiểu của FD kìa. Robert Lewandowski. Ai đuổi được anh vào hôm nay? Ai đuổi được Robert đây? Đuổi đi. Ui, có vung chân kìa. Đây rồi. Lại là cái sai lầm này. Cái giá phải trả. Đây là cái giá phải trả này. Cái giá phải trả dành cho Harry Kane. Một pha DD không quá mạnh nhưng nó quá hiểm. Má, quả đấy không thổi penalty nhờ. Phạm lỗi trước rồi mà. Rồi đây rồi. Ivan Perisic. Cái đầu của Gnabry. Cái đầu. Xeo đầu nó được kìa. Đã đụng táo tụng ghi bàn kìa. Ok, Robert Lewandowski. Mane. Mày đỡ. Đỡ đi. Chịu chưa? Thằng này đá đi thật đấy.
Rồi, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski. Via. Sút thế không vào được, chịu thật. Thằng này